thôi để chị mua em giới thiệu bà Phương món ngon mà đó bà Phương lấy nè. Xong bà Phương kêu chơi tự lấy mà thì tự lấy thì em giới thiệu sao giới thiệu là cái món này ngon không chị hỏi món gì giới thiệu từng món. Ví dụ này là cái gì? Đây là thanh cua. Thanh cua sao làm từ cái gì? Làm từ thịt cua. Rồi làm gì nữa? Thì chiên xuất là thành cái cây thanh cua. Đúng. Rồi gì nữa? Còn tiếp tục này. Cái này là cua Merotiser Alaska. Là gì má Merotiser? Cua Merotiser. Điểm một. Ở trong là gì? Ở trong là Merotiser cua. Không, người ta không có hiểu tiếng Pháp đâu. Ở trong là cua đồng. Ở trong là của cua Alaska rồi có cua đồng trong đó nữa vậy má. Cua đồng Alaska. Rồi sao nữa? Rồi. Hỏi này. Mình... Cái này không biết mà hỏi nữa chứ ớt. Mua hoa hậu ngu. Hoa hậu nhưng mà ngu. Ở trong cái ớt nè má. Không, hoa hậu thì ngu gõ ghê chị hỏi. Không. Ở trong cái ớt. Ở trong là lành quá trời quá đất. Ba đội. Má này. Coi gì á? Thì hồi nãy bà Phương lựa món. Cái đơn của bà Phương tổng bà Phương hỏi là 7 tỷ. Lựa xong đi rồi chị tự chiên. Ý là tự chiên là để cho em họ tính tiền đó hả? Em đẹp chứ không có bị ngu. Mẹ em lỗ sao? Đúng không? Bà Phương lựa xong tính bà Phương 7.2. Bà Phương kêu không ăn đi về. Nói đi nhậu hả? Từ gì trời? Ai gì? Ăn hết trả tiền không? Không. Sao không ăn? Bạn bè đi qua phụ cái gì vậy? Ăn có nhiêu đâu trời. Thôi. Không để nó chơi nó tí cái tao mấy này. Tất nhiên. Thôi. Em gọi. Sự thật đúng không? Rồi bỏ gì ra. Sự thật. Hoa hậu đội với vương miện trên đầu thì phải có trách nhiệm cho hoa hậu. Anh nhiều à? Anh nhiều gì mà anh chú bà. Đi khách đi. Đi khách rồi. 220. Anh gì đó thôi. Chị em nói là 20 thì phòng chị em trả thằng Lạnh nên tự xài tự trả. Đi em anh 20. Ủa wow gì đi kỳ quá. 20.000 đô. Thư thật 20.000 đô. Mỹ xuống xong cái giò táp bà chưa có giá đó nữa mà ghê quá. 20.000 đô. Quán nhà quán đông quá ha. Dạ thì hiện tại thì khách là tới hai bàn YouTube đông cũng sạch luôn. Cái là quá rất là đông. Đi mày dưới. Dạ. Thì mọi người ơi, ai ở gần ở xa thì tới địa chỉ là 779 783 Trần Xuân Soạn. Rồi là cũng bán nghỉ bán lâu quá mà tại vì bữa đi nguyên một cái tour luôn. Rồi em đi mua một tour diễn. Dồn dập ngày á cho nên là nghỉ bán hơi lâu. Thanh quên đó. Đó. Mới hồn với ông nội ơi. Mình xin được có 3 ngày. Đó rồi, cái diễn. Tôi diễn trong nội thành, ngoại thành, ngoại ô. Ai biết? Mọi người ai ở gần ai đang coi livestream tới ủng hộ xe cái chiên nghe, chứ để xèo nguyên con rồi, chứ để lát Bội Nhi đi show vậy. Trời ơi, Bội Nhi khóc chết luôn. Hôm nay nó đi đâu vậy? Đi show ở Bình Chánh. Bình Chánh phải không? Ở Vĩnh Long. Chào Vĩnh Long B nha. Là Bình Chánh. Chào Nguyễn Thiên, Nguyễn Thiên có ăn cái chiều rồi em ơi. Rẻ 20 lộn xộn. Gì vậy mà? Ơi. Biết mãi bạn không? 20 gì lộn xộn? Ủa quên. Lộn. 100 lộn xộn. Biết mãi cái thằng Lạnh nha. Thằng Lạnh chi vậy mà? Thằng Lạnh là mẹ chứ gì? Ở đây là cho thằng cô. Không ai cho thằng Lạnh. Thằng Lạnh chỉ bỏ tiền mua nha. Chùi đi. Ở đây cho thằng cô mà không cho thằng Lạnh. Thằng Lạnh là thằng Phương Mù. Câu khách hợp rồi kìa. Ê, nói dưới này dở quá. Dở quá trời. Cắt. Nghe bíp bíp cũng đâu. Chị nói gì vậy con? Ý là chị nói gì? Không, nghe ngon thôi chứ đâu có nói gì đâu. Ngon, cái này ngon. Cái này để 3 ngày nè. Vô mê nó nghe được cái lá cào đầu. Để chờ xíu, chờ xíu. Nói gì ra lá cào đầu á. À, đúng rồi. Chị nói gì đó? Cho dở bây giờ là ăn hỏi là ăn muốn nhiệt từng. Ăn rốt hết rồi hả? Dở đâu là... có ăn. Cái ghế trăm rưỡi chắc lắm á. Là tới đó. Âm tương thôi. Tương ngoại nấu á. Ở đây chua là được bà ngoại luyện linh đơn 7-7-49 ngày ra được chung. Ra ngoại
Điện lên lên 77 bước 9 ngày là dùng nha. Cảm ơn chú dùng kìa. Nha, 77 bước 9 ngày là dùng liền. Không có nên mà để cho khách ăn. Dạ, cả chua thì ngày nào phải làm ngày đó. À, ừ, đúng không? Điện lên luyện 77 bước 9 ngày. Để chồng đi chạy qua. Đâu à. Không ăn phù má, má ai cũng chồng chứ không bắt cái gì. Ờ, biết là cha đang ngồi chơi tiếng ngồi. Buổi trưa có rảnh thì trời cái trời đang mấy rồi, mọi người ủng hộ nha. Đi diễn em ăn cái gì kia không anh ship xong đủ nay nhiều nước bữa đặc nhất đủ quá lâu. Phương ơi, em ăn cá anh chiên ở đây nhiều lần vậy, em thấy cá anh chiên mỗi lần ăn khác nhau sao không? Không khác đâu anh. Bữa nào kia đó một em tưởng kia, hai là cũng kêu kia, chứ còn sợ đâu có biết chi chi hỏi hồi khác nhẹ để em ăn thử được. Thế là nói em không biết gì ăn. Đúng rồi. Nói sao? Nói sao? Nó khó lắm nè. Trời ơi, những lúc em... Thật sự là những cái mùi vị của cá của bên kia á nè. Hả? Có mấy món là nó tự làm. Qua bữa là mình thắng cái vị nó đặc trưng á. Ngon hết hộp luôn á. Nó ra tiền không kìa, nó ra tiền không rồi còn không nha. À, dễ hơn hơn cứ trả gì mà biết đâu trời. Bây giờ ai ăn phải ăn đâu. Nói vậy. Nãy giờ. Bữa nay trên hỏi nãy giờ chị là ai tái vô đây ăn vậy? Chị Phương. Chỗ rồi nãy giờ là Phương, còn lúc này chị Tòn. Tòn. Anh Tòn. Tự khai. Tự khai là anh Tòn chứ tôi chưa nói. Tôi được nói người khác. Tự bà khai. Đây mọi người, anh Tòn nha mọi người. Hai mọi người cứ thấy Phạm Phương về mọi người hãy kêu là anh Tòn. Tự. Không. Chừng nào mà em đòi tóc giả rồi đó, em làm nữ á. Đúng. Cái đốc đó là con nhỏ Phương, nó về. Phương Tòn. Không. Con nhỏ Phương nó về là con Phạm Phương, là con ca sĩ, con bà Hậu á. Còn bây giờ ngồi ăn là thằng chó Tòn nha quý vị. Mình nói gì đó. Ờ, ăn xong rồi chắc gì? Mũi đẹp quá trời. Trời ơi trời. Vừa lắm. Trời ơi trời. Mũi mém không? Hay sợ. Ủa giờ sớm nha anh. Ủa anh. Sớm rồi. Đâu à? Mấy cái 7 chục 70 chứ thì đúng nhiều. Mà ghé mà tính tiền mà biết luôn á. Ờ thấy em qua lâu rồi mà. Hả? Em qua lâu rồi mà. À, có những chi này lúc anh đăng clip khai trương là được thấy mấy rồi. Thiên lập địa đó giờ. Được thấy mấy rồi đó. Rồi cái clip khai trương đầu tiên của anh nó quay á. Tới giờ là được thấy mấy rồi. Sao ạ? Có mấy chị em mà ba chơi ông hộ có bán luôn. Mỗi lần ăn gì có trả tiền không em? Không, nó trả tiền hả? Nhiều vậy nó chi đâu có trả tiền. Có bao giờ trả không? Kìa rồi đó. Mi, Mi, Mi. Mọi người vô Mi tới rồi mọi người ơi, xong Phật Phương thánh hơn rồi. Quá hậu nói gì nãy giờ nè. Quá hậu nói gì nãy giờ rồi. Quá hậu nói là ăn thiếu nhà tư. Được, bình thường. Em đây. Ủa về hả? Thấy chưa? Rất là dễ. Chỗ có đang nói chuyện luôn á. Nó đang kiếm chuyện mà. Bây giờ mình đi đứa đâu á. Đi ca đi làm thẻ mà làm không được nữa kìa. Để thang máy. Cái nhà tao thẻ rồi. Hả? Quên rồi. Cảm ơn. Bao nhiêu thẻ? 8 thẻ. Dám kích cái của mình bút vào cho mình rồi. Ờ, cái chúng ta đưa cho mẹ cũng như là bây giờ là thẻ cưng, bữa nay thẻ bộ nhi là bây giờ phải giúp cho xe một thẻ luôn. Nhưng mà bây giờ là trong phòng nó có 7 người à, phòng mình làm là 2 chồng bệnh, 2 đứa bèo là 4, 1 cơn là 5, bao nhiêu là 8, có 6 người à. Em ăn, bây giờ đừng có nóng. Để mình ta ăn hết đi. Em hết đi. Đó. Cái bà bữa thì cái của chị ấy cũng có bị gì đâu.
thì khi nó bị buồn anh Hải